Ngay bây giờ, kính mời nhà sáng lập bác sĩ Võ Thành Trung và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cùng lên chân ngọn đuốc truyền thống, ngọn đuốc của sự nhiệt huyết, của sự thiện nguyện, của tình yêu thương và của xe. Chú bị trôi mất chấm không?